Cha ơi, cha ơi, cha, cha ơi, cha ơi, ơi, hãy ra phụ con, bố củi nặng quá, một mình con gánh không nổi. Trời ơi, cái thằng này nói chuyện nghe hay quá ha. Mày nghĩ sao, gia tài hai cha con có một cái khố một à, giờ con đang quấn rồi, cha đâu còn cái gì che thân đâu, bắt cha ra cha phụ với con. Phụ ghê. Nhưng mà thôi vậy chờ chút xíu đi, cha lấy cái khô rách mấy bữa đó rồi cha quấn đỡ vô, với lại cha lấy lá cây cha nhét vô rồi cha ra hai cha con mình tâm sự. Ơ trời ơi, nó làm cha khó tôi không à. Biết chừng nào mình có tiền mua cho cha được một cái khố đàng hoàng để cha đi đứng được như mọi người. Tội nghiệp cha tôi già sức yếu, tội nghiệp cha. Cha ơi, ơi, mà nghĩ là tức con lắm đó nha. Dạ. Tất cả lỗi là do con hết trơn á. Lỗi gì? Tại vì con đi thi cái cuộc thi mà khố Nam Dương, con đã đoạt giải rồi, tại sao được ban tổ chức phát cho cái khố đẹp quá trời đi không lấy, tự nhiên cái sĩ diện trả cái khố lời chi, uổng hết biết không? Cha không biết đâu. Sao? Cuộc thi đó nhiều tai tiếng lắm. Con thi cái cuộc thi đó, người ta dị nghị con. Ta nói gì? Người ta đồn đại con. Người ta nói là con đút lót ban tổ chức. Sao? Cha biết con là con của cha là bị hàm quan, đúng không? Thành ra nhiều khi con sợ tai tiếng con không nhận. Với lại nhìn đi hoàn cảnh cha con mình vậy, nghèo rớt mồng tơi, có cái khố không mà chia nhau mặt, thì tiền đâu mà lo lót cho ban giám khảo, đúng không con? Chứ còn gì nữa. Cha dạy con rồi, tuy mình nghèo thiệt, nhưng mình phải trung thực. Đúng vậy. Sự thật dễ đi vào lòng người. Nghèo thì nghèo, nhưng lòng tham đừng có bỏ. Nghèo thì nghèo, nhưng mà phải nghèo cho sạch, chết cho thơm. Đúng vậy, không bao giờ nói với cái chữ tham lam là không bao giờ dướng tới nó. Đúng rồi, nên con nói lên sự thật. Tội nghiệp con tôi quá đi mà. Quân đâu? Bao dây hết khu vực này lại, chặn tất cả các ngóc ngách bổ ráp, không cho một đứa nào nó loan ra bên ngoài nghe chưa? Cha, núp vô đi, tôi không biết con... ai, nhưng mà cha cứ núp vô đi, đừng để người ta thấy được cơ thể của cha. Cha núp đây. Đứa nào? Ở đây đứa nào? Thằng nào? Con nào? Đứa nào? Cái quân nào? Mày trái giá cái rìu trước mặt ta làm cái gì? Đứa nào? Người là... Ta đây à, ta là quan phụ mẫu chi dân trấn ngự ở cái vùng này, mày không biết ta là ai à? Dạ. Chào quan. Mày nghe tao hỏi đây, có phải mày vừa mới đậu giải nhất trong cái cuộc thi khố Nam Dương đúng chưa? Dạ đúng, đúng rồi đó quan. Nhưng mà nó được giải rồi, nó trả cái khố rồi, nó mới lấy cái khố. Nào à? Ủa, mày ngồi đây mày không mở miệng ra là đứa nào nói vậy? Cái giọng đứa nào nó leo lẻo đây nè, đứa nào? Dạ bẩm quan, đó là cha của Hạ Thần đó. Cha của nhà ngươi à? Dạ. Hắn ta đâu? Dạ đây, dạ em đây. Cha mi á. Dạ. Mới bước ra hết tóc tai rủ rượi, rồi gắn lá gắn bông qua dòm tướng mẹ mày không đó. Cha. Hả? Hình như quan tri huyện có phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng rồi. Tao nghe nha. Mày nói cái gì? Dạ không có. Tại vì trời ơi, cái miệng méo qua một bên rồi, con nhìn là con biết là có bơm môi rồi. Phải. Tao nghe nha. Cho nó lén, nó lớn nghe con. Dạ. Xin lỗi quan. Tao cấm một lần nữa mày bình luận về nhan sắc của tao nghe không? Con. Tao nói cho mày biết nha, tao không có vừa nha, tao không có hiền nha. Vậy, con nhìn cái mỏ tao đi mày biết. Con nhìn quan, con biết mặt con thiệt, tại vì con nhìn cái mặt quan giống con sóc chuột quá con. Mày nghĩ sao vậy hả? Cái mặt nào mà mặt con sóc chuột hả? Ha, tao không có hiền nha, một lần nữa tao nhắc cho mày nhớ nha, tao cấm mày bình luận nhan sắc tao nha. Dạ. Tao chửi thiên hạ riết mà cái mỏ tao nó thâu lại còn bao nhiêu đó. Xin lỗi quan. Dạ. Hôm nay quan qua đây có chuyện chi mà dạ, quan hạch sách tụi con dữ vậy? Dạ. Tao hỏi nè. Dạ. Đây là cha mày đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Có phải là hai cha con của nhà ngươi là có một cái khố xài thôi đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Kể cho quan nghe. Dạ thưa quan, số là như vậy. Ngày xưa có một trận người ta tới đây bắt thú đốt rừng, rừng cháy lớn, cháy qua nhà con, cháy nát nhà con, cháy vô khố cha con, nát khố cha con. Cha con có hai khố, cha con phải nhường cho con bận một khố, và cha con bận cái khố rách của con. Nhưng vì nó rách quá nên cha con phải bận cái khố rách và đan thêm lá cây. Nói vậy là cái khố mà nhà ngươi đang bận đây là cái khố còn sót lại trong cái trận hỏa hoạn năm ấy à? Dạ bẩm quan,
Đây là cái khố duy nhất của cả hai cha con. Khổ lắm Quang à. Mỗi lần ra đường, con mặc khố là cha con phải đi tắm. À, mà cha con đi tắm thì con mới được mặc khố. Ừ. Rồi con mặc vào, cha con phải đi tắm. À, khi cha con đi tắm con mới lấy khố mặc vào. Xí, tao tạm tao ngắt ngang cái lời mày một chút ha. Dạ. Tạm thời tao nhảy vào bán họng mày tao hỏi một chút. Sao mày tả sao tao nghe toàn là cha mày đi tắm không mày bận khố suốt ngày vậy? Ờ sao kỳ ta, có mày không được bận ta. Trời, con nói vậy Quang không hiểu, Quang tưởng cha ở dơ. Quên. Dạ thưa Quang, có nghĩa là gì? Mỗi lần con mặc khố là cha con phải đi tắm. Mà mỗi lần con đi tắm thì cha con lại không bận. Là sao? Là cuối cùng cha mày cũng không có được bận hả? Cha con không có bận biểu nên cha con rảnh rỗi và lúc đó cha con bận được cái khố. À thì ra cái này đấy chăng. Ê đừng có kéo cao quá thưa Quang. Giải tốt đấy nhỉ. Dạ. Còn con cái còn có một cái duy nhất này. Dạ, duy nhất. Hiểu rồi. Bây giờ thì ta đã hiểu. Như vậy có nghĩa là nhà ngươi đã bận khố của cha nhà ngươi đi thi cuộc thi khố Nam Dương đúng chưa? Dạ đúng, dạ, à. Đúng rồi. Dạ chả. Ngươi có biết rằng ngươi đã phạm phải một tội vô cùng to lớn hay chăng? Hả? Con phạm tội gì thưa Quang? Tội bận khố mà không chính chủ. Trời ơi. Dạ. Lạc dây rồi. Cao quá. Xuống chút. Trời ơi. Vô dây đúng rồi đó. Cha ơi, tại sao cha bận khố mà không chinh chủ? Con ơi, khố này của cha mà, cha chính chủ của cha đúng rồi. À quên, mà ca lộn. Hay, cái làm lại. Cái từ nó sai. Cái câu đầu tiên là vô ngọt rồi đó. Ờ làm lại. Bây giờ nó trời ơi. Đó. Tiếp. Cha ơi, tại sao cha đưa khố cho con bận không sang tên để con mang tội không chinh chủ? Hay. Hít một hơi thiệt là nhiều vô. Mày phun ra một cái câu dài 100 chữ cho ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100 Từ mày ca cũng ăn gian đó hả mày đi làm nghệ sĩ kiểu này khán giả chọi dép cho trong bản mặt á biết không? Ca được 50 là mừng gọi. Trời đất ơi, cái gì mà mới có 8 mấy lên tới 100 liền à? Vậy là cuối cùng sao? Đúng thiệt là mày bận cái khổ không chính chủ đúng chưa? Dạ thì đúng. Cái tội này là cái tội nặng lắm mày có biết không? Hả? Ủa mà khoan, Quang à, Quang cho con hỏi, tại sao cái tội mà bận khố của cha mình lại là tội nặng? Nếu như bình thường hai cha con mày bận không ai màng tới hết trơn, muốn bận thì bận, muốn bỏ là bỏ. Mày bận cái khố này mày mang đi thi cái cuộc thi khố Nam Dương mà mày còn đoạt giải nhất nữa, nghe không? Thì đó là cần phải truy cứu trách nhiệm, tìm hiểu gốc gác nó nằm ở đâu, ha? Vì sao mày có nó, rồi nó dệt bằng cái thứ giả gì, nó dệt bằng cái tơ lụa gì, phải tìm cho rõ ràng nguyên nhân rồi mới định tội mày được. Quang à, con thấy rất là vô lý. Dạ đúng rồi. Tại sao Quang, mình là con, mình bận khố của cha mình mà lại áp ép cho người ta cái tội là không chính chủ? Trời ơi, thấy chưa? Ông thấy con ông chưa? Nó dễ sợ chưa? Nó trả treo với quan triều đình thấy chưa? Bây giờ tao không nói nhiều nữa, ha. Tao phạt dạ hai cho con tụi bay vì cái tội bận khố không chính chủ đi thi. Phạt cái gì? Nặng lắm. Tội này nặng ghê lắm. Nặng lắm thưa con. Quan. Quan nặng nhiêu hả? 35 kg. Hả? Gì? Mày hỏi cái tội nặng nhiêu tự nhiên 35 kg gì? Du duyên ai biểu mày hỏi tao quan nặng bao nhiêu, quan tao trả lời tao là 35 kg. Hỏi lợi nè. Hỏi lợi đàng hoàng rõ ràng. Cái hỏi đi cho nó rõ. Dạ, dạ thưa quan, chẳng ai quan có thể cho biết cái tội này nó nặng như thế nào hả quan? Nặng chình chịch luôn. Trời ơi. Dạ. Tuy là chưa có đi tù. Dạ. Nhưng mà phải nộp tiền phạt. Bao nhiêu quan? Rẻ ghê lắm. Dạ đội ơn quan đã chiêu cô. Rẻ lắm. Dạ. 50 lạng. Ơ, sao mày đột ngột lễ phép vậy? Trời ơi. Quan nghĩ sao hai cha con có cái khố một. Khố một mà tiền đâu ra 50 lạng? Bây giờ quan nói 5 lạng nghe còn được. Mày điên à? 50 lạng mà bây giờ mày tuột xuống còn có 5 lạng bạc, thôi mày nghĩ sao vậy? Không có 5 lạng bạc đâu. Chứ lạng gì? 5 lạng thịt. Thịt nào? Giờ gọt cái đùi con ra lấy đỡ chứ tiền đâu đưa cho Quang. Gọt đùi mày ra về làm gì hả? Ê mày hả? Làm bít tết ăn. Bít tết hả? Mày ăn đi.
Bây giờ tao không nói nhiều nha. Một là phải đóng tiền phạt đó cho tao. Còn hai tao lột. Tao trấn nè. Tao lột à. Quán lột cái gì? Lột cái khổ. Bây giờ thôi con ơi, thôi bây giờ Quang thương mình, nó muốn lấy 50 lạng mà giờ chỉ lấy cái khố thôi, thì con đưa cái khố đi. Trời ơi, rồi ăn bận sao? Thì con lấy lá chuối này che đỡ đi, rồi xong tối nay cha con mình nhanh đi xuôi sông bắt cá lấy tiền mua cái khố khác. Nhanh lên. Đi đi trời con ơi. Nhanh lên. Tao không cần biết cha con tao bay ra đường hay ở trong nhà làm cái gì cũng được, nhưng mà đưa cái khố đó cho tao. Dạ, đi vô đây mới lấy khố được. Mày đến đây. Ông con cá luôn. Nghĩ sao về này mày còn đứng mày cao 100 chữ nữa. Mày lột cái lẹ nha. Rồi. Tao tịch thu cái khố nha. Xong chưa? Dạ Hoàng ơi, thông cảm, cột hơi kỹ. Lẹ lên đi, đưa cái khố đây cho ta. Năm sau ta bận cái khố đó, biết đâu ta lấy cái gian hên của nhà ngươi, ta đi thi khố Nam Dương ta cũng được giải nhất luôn rồi sao. Khó khăn quá phải không? Nè, lấy cái búa nè, mày xả cho đứt cái khố cho tao, tao xả Quang nè. Quang ơi, Quang ơi, nhiều khi là mới cần cái body chứ mới cần cái khố không, qua từ từ đi. Lâu quá hà. Công chúa tới, mọi người chuẩn bị đón tiếp công chúa đi. Mời công chúa. Trời ơi, công chúa tới đây, công chúa Gia Lâm, công chúa Gia Lâm. Trời ơi, công chúa tới. Yeah, xin được tiếp kiến công chúa. Dạ xin mời công chúa. Dạ xin mời công chúa. Dạ. Công chúa đâu? Đây. Cái gì? Mày là công chúa? Hổ. Ta mày... là công chúa. Sao nãy mới mày làm tiền nữ nhào vậy đây, mày báo tin công chúa tới mà. Tại đủ việc cho mày. Đủ việc mấy con tiền nữ rồi, bây giờ công chúa tự làm luôn. Ờ. Vừa làm tiền nữ vừa làm công chúa. Ôi. Dạ ngươi là ai? Dạ thần có mắt mà không có trồng. Xin được bái kiến công chúa. Dạ thưa công chúa, thần đây là quan phụ mẫu chi dân ở cái vùng này. Thần là quan lại ở đây. Gì? Ngươi nói ngươi là quan lại hả? Dạ. Vậy sao ngươi gặp ta ngươi không lại? Khó à. Rồi lẽ giờ thần nói thần là quan phụ mẫu, rồi công chúa nói xong làm cha mẹ công chúa luôn sao? Hổ. Dạ xin tạ lỗi cùng công chúa. Dạ thưa công chúa, thần là quan ở đây. Công chúa đi đến đây mà công chúa không cho người nói từ lâu, từ mấy ngày trước để thần biết. Để thần cho người rải thảm trải qua, thắp đèn, thắp nến tung qua này kia mời công chúa tới. Chứ đâu mà lang thang cù bơ cù bất như bỏ nhà đi bụi vậy. Người nói nhiều quá à. Ta tới đây là ta tìm kiếm một người này. Kiếm hoài công chúa. Công chúa kiếm ai à? Có phải kiếm hạ thần không? Kiếm người làm gì? Ừ. Người mà vừa được giải Nam Dương cái gì? Nam Dương vừa rồi. Trời ơi. Thì ra là công chúa kiếm hắn ta. Ồ. Công chúa kiếm con cha ơi. Ra đi trong này gặp công chúa đi. Nó núp trong cái lùm này. Tại sao phải núp ở trong đó? Dạ thưa khởi bẩm công chúa, là tại vì thần không được quan cho bận khố nên hạ thần không có dám ra. Tại sao lại không cho nhà ngươi bận khố? Tại vì quan muốn lấy cái khố của ta. Bận khố vô lệ, tao có đi mày ơi. Bận vô lại dạ. Dạ bận ra liền nè. Dạ ra liền, nãy giờ đâu có tháo ra được đâu. Cột chặt quá nó dính luôn con tao. Chào công chúa. Nói ra công chúa. Chào chào công chúa. Đây nhìn đi. Nhưng mà tại sao nhà ngươi phải núp ở trong đó vậy? Dạ nói đi con, nói cho dạ. Hạ thần không dám. Có dạ. Chuyện gì nhà ngươi cứ nói với ta. Dạ hạ thần không dám giấu à. Nói. Thực sự ra là gì? Tại vì quan nói rằng là trong cái cuộc thi khố Nam Dương vừa qua, hạ thần đã lấy khố của cha mình đi bạc. Thực sự ra thì công chúa biết là già thần rất là nghèo. Hai cha con chỉ có một cái khố. Cha thần đã thương thần cho mượn cái khố đi thi. Ai ngờ sau khi đăng quan, quan lại nói rằng khố đó là khố không chính chủ, bắt phạt 50 lạng bạc. 50 lạng bạc. Rồi tiền đâu mà phạt. Ghê ghê quá. Nên quan trấn lột luôn cái khố cuối cùng trên người của thợ. Ai chơi chơi kệ á trời. Chơi xấu à. Có chuyện đó nè. Như thưa công chúa, là do cha con nhà hắn lén lút âm thầm đi thi mà không đăng ký với thần trước. Rồi sau khi nó được giải nhất rồi nó về nhà nó cũng im hơi lặng tiếng. Đăng ký với ban tổ chức cái bộ. Nhưng mà mày về mày không nói tao biết. Đúng ai không? Biết mà quan mày về biết mày đâu. Có tiền thưởng mày mang về mày không mang lên. Mày quà cáp biếu lễ này kia quan lại đây. Có tiền đâu mà mày biếu. Thôi đừng xạo mày, mày đến mày. Im đi. Người hay lắm, người giỏi lắm. Dám lạm dụng chức quyền để mà ức hiếp dân lành. Được rồi. Lần này ta sẽ báo lại với vua cha để vua cha trừng phạt nhà ngươi. Công chúa, xin công chúa tha tội, công chúa ơi đừng có báo với đức vua.
Không nói nhiều nữa. Đức vua mà biết cái chuyện này, Đức vua sẽ phạt thần, sẽ lột sạch sẽ không còn gì trơn trời. Đúng một cái khổ như cha con nó. Bây giờ thì làm... im lặng. Im lặng. Úp mặt vô tường. Trời ơi. Quỳ gói xuống. Đợi ta giải quyết vụ này xong rồi ta xử tới ngươi. Là coi như bị phạt á. Ừ. Ờ, sao giống đi học mẫu giáo bị úp mặt vô tường quá đi. Trời ơi, thấy ghê quá. Cái con quỷ này nó muốn ăn thịt thần nè. Dạ ơn cứu mạng của công chúa ghi lòng tạc dạ mãi không quên. Dạ xin cho cha con tiện dân được hỏi lý do gì mà hôm nay công chúa di hành đến đây ạ? À? Nói ghê nè, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Dạ nói ơn công chúa. Công dạ. Chúa tha cho bay ra đứng lưng lên đi. Giạt mỏ. Biết gì không? Dạ. Vua cha kêu tới đây nè để tìm cái người mà đã trả lại toàn bộ cái phần thưởng, ừ. Phần thưởng Khố Nam Dương để mà vua cha ban thưởng. Ủa mà tại sao? Tức là tìm ngươi á. Mà có gì đâu mà ban thưởng cho thần. Trời biết gì không? Vua cha ta nói là hả nhà ngươi rất là hiền lành, rất là tốt bụng mà rất là có chữ tín nè ha. Rồi hả chịu áp lực của dư luận không có được đó, cho nên là phải trả lại cái phần thưởng đó luôn, trong khi gia cảnh thì lại rất là nghèo. Dạ đúng rồi. Vua cha rất là tội nghiệp. Dạ. Cho nên là hả vua cha kêu ta tới đây để ban thưởng cho nhà ngươi đó. Dạ xin thưa công chúa cho tiện dân được hỏi là chẳng hay phần thưởng nó là gì vậy hả? Sao hỏi gì vậy? Nó tế nghĩ gì vậy? biết thưởng nhiều. Dạ gì vậy công chúa? Hai cái quần mới. Ủa lộn à. Hai cái gì? Cái khố mới à. Hai cái khố. Ôi, có đồ bận rồi mình khố cái thắng rồi. Dạ đồ công chúa. Nó nghe chờ để ra lấy cho. Dạ. Người làm nghỉ hết trơn rồi. Công chúa ơi, để thằng ra lấy cho. Để cha ra lấy cho. Đây nói chuyện với công chúa đi. Ghê. Hai cái khố làm cái ghê. Có đời biết cái khố là cái gì. Lấy cái khố thấy được khố, thấy được vàng, thấy được gớm. Cái con này sao nó nói nhiều dễ sợ luôn á. Con không biết nữa công chúa. Đây có được hai cái khố này phải không? Trời không ơi, chúa. Thấy trời ghê ơi, quá. Cha. Trời ơi. Dạ ráng gói ghém lại, đi gói ghém lại. Ừ, dán vô liền. Dạ. Đội ơn Đức vua, đội ơn công chúa. Lẹ lẹ đi. Dạ xong rồi. Dạ bỏ xong rồi đó. Xong dạ, chưa? Dạ xong rồi. Dạ rồi xong. Hay quá. Xong chưa hả? Chứ bên kia thấy ghê lắm đó. Dạ không rồi, che rồi. À rồi. Trời đẹp quá. Trời đẹp quá. Trời ta lựa đó. Dạ. Còn một phần thưởng nữa có muốn biết không? Ủa dạ, phần thưởng gì nữa? Phần thưởng gì nữa công chúa? Gì công chúa? Kiến cắn không chúa? Vậy ai dựa bả ơi? Cái gì vậy? À quên. Muốn lấy khố lại không? Dạ quên, dạ tiện dân quên, dạ công chúa tha tội. Phần thưởng thứ hai á, vua cha nói á là hả? Là hả vua cha sẽ hả? Sẽ hả? Làm gì? Cho nghe mà mã. Vậy. À trời ghê quá, tôi nghe rồi mày ơi, vua cha nó sẽ đào mã xây chôn hai cha con mày đó. Vô đây. Gì nghe mã mã mà mã đó. Cái gì mã không? Tự nhiên mà mới tặng cái khố cái đồ xây mã vậy. Mã vậy thôi trả lại đi chứ xây mã ai khố. Vua cha nói là sẽ cho nhà ngươi mã. À. Nguyên cái mã. Ăn quay thì bắt hai cha con mình đi đào mã. Trời ơi. Không phải. Chứ gì không chưa? Không phải, đừng nghĩ. Nói từ từ không chưa? Vua cha nói là vua cha sẽ cho nhà ngươi làm phò mã. Phò mã. Phò mã chứ mới đi xây mã. Phò mã là chồng của công chúa. Chồng của công chúa. Tôi đừng làm chồng công chúa rồi. Ôi. Tao là cha vua rồi mày. Cái mặt tiêu gớm. Tao là mày. Cha vợ của vua rồi mày. Được làm chồng công chúa. Cha vợ của con vua. Cha vợ của con vua rồi mày. Con được quyền quýnh mà con ha. Đúng rồi, thì có quyền. Ủa, thật hả? Gì cơ? Trời ơi, không lẽ ước mơ tao thành sự thật. Nói nghe nè, hồi đó lúc đi thi á, lạ hả, mình để ý body của bạn á. Trời ơi. Ôi. Hồi đó mà thần thi trên kia, thần thấy ngồi dưới ban giám khảo, thần cũng có địa công chúa đó. Để ý body của ta hả? Mà thấy công chúa là cao quá nên thần biết mới không tới nên không dám tơ tưởng với ai ngờ. Công chúa. Hả? Năm sau thần cũng đi thi đó. Ôi. Anh sẽ vì em gần thơ tình ai. Dạ đứng nhảy kìa. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Hoàng hậu về cao sang quyền quý. Đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Thì lâu đài mang tên tình ai. Đón hai đứa chúng ta.
Dạ, xin chào quý vị. Trong cái tiểu phẩm này thì bốn anh em có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt, đó là không có thập tuồng. Ra là coi như là biết cái đường dây làm sao là rap gì đó, là tự nhiên là có anh Bảo Trí rất là hợp, rồi anh Đại Nghĩa cũng rất là lanh, rồi Ngọc Lan cũng thông minh quá. Nói chung là gặp những cái người bạn diễn rất là nghĩ tự nhiên ra là thôi là làm luôn vậy đó. 15 phút trong sự bơi lội đó. Nói chung gia em thì cũng đâu có gì đâu, phải tập ra nói những lời rất là dịu dàng nhẹ nhàng. Chỉ cần một cái bà công chúa rất là muốn chồng vậy thôi. Còn đây là bản chất rồi. Quan Tri Huyện, thưa quý vị, Quan Tri Huyện bản chất. Còn anh làm sao? Nói chung giai này hơi khó chút xíu, là có nghĩa là Bảo Trí và Trấn Thành phải mặc hai bộ đồ rất dễ thương. Show body. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem chúng tôi trên HTV2 với chương trình Tài Tiếu Tuyệt nha. Yeah.